diễn viên lát xanh vinh quang một thời. Trong làng mạc điện ảnh Hoa ngữ, diễn viên lát xanh là cụm từ kém cỏi được dùng để chỉ những diễn viên tuyến phụ nhưng đảm nhận chức năng đặc biệt là nâng tầm tuyến chính. Trên thực tế, để khán giả nhớ tới và yêu mến những lát xanh không phải chuyện dễ, bởi tần suất lên sóng và những điểm nổi trội của họ luôn bị hạn chế so với vai chính. Tuy nhiên, Lưu Gia Huy, ngôi sao võ thuật của làng mạc điện ảnh Hồng những năm 80-90, lại may mắn là một chiếc lát xanh rực rỡ, lát xanh của đài. Lưu Gia Huy sinh năm 1955, ông vào nghề cùng thời với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Lý Liên Kiệt. Lưu Gia Huy được đào tạo bài phiên bản về võ thuật, ông đảm nhận xuất sắc những vai diễn kiếm hiệp. Với ưu thế võ thuật và năng lực biến hóa khôn lường, Lưu Gia Huy liên tục đảm nhận những vai diễn nổi tiếng với tạo hình khác nhau. Từ lão ma đầu Kim Luân Pháp Dương trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995 đến ngư ma Dương Bóng Hỉnh trong Tây Du Ký 1996 hay gã thành khôn xảo quyệt Yêu Thiên Đồ Long Ký 2000, dù với bất kỳ loại vai nào, Lưu Gia Huy cũng luôn có cách riêng để ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Lưu Gia Huy trong vai phản diện Kim Luân Pháp Dương Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Lưu Gia Huy đảm nhận vai Ngư Ma Dương trong bộ phim Tây Du Ký 1996. Tuổi xế chiều nếm trải nhiều đắng cay. Thời trẻ gian danh với tên tuổi và sự nghiệp lẫy lừng, nhưng ở độ tuổi lục tuần, khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã tận hưởng cuộc sống điềm viên, hạnh phúc bên gia đình, Lưu Gia Huy lại trải qua những tháng ngày đắng cay, không tiền bạc, không người thân. Biến cố bất ngờ đến với ông vào năm 2011, Lưu Gia Huy bị trúng gió, liệt nửa người. Bệnh tật khiến ông từ một ngôi sao võ thuật lực lưỡng nay phải nằm liệt giường. Suy sụp và tiều tụy, Lưu Gia Huy sụt từ 72kg xuống chỉ còn 49kg. Vẻ ngoài già nua, tiều tụy của ngôi sao đình đám một thời khiến ai nấy không khỏi xót xa. Lưu Gia Huy phải ngồi xe lăn, từ giã sự nghiệp vì bệnh tật. Bi kịch nối liền bi kịch, Lưu Gia Huy bị cung phi cũ cùng hai người con tìm cách chiếm đoạt tài sản, lợi dụng lúc ông nằm viện đã lục tung phòng ngủ để tìm tiền bạc. Đáng buồn hơn, con trai ông viết cấu kết với trợ lý cũ Kim, người được ông ủy thác làm đại diện bí mật, lừa số tiền 2 triệu đô la Hồng 5,8 tỷ đồng, thù lao từ bộ phim cuối cùng ông tham gia. Vợ hai của Lưu Gia Huy là người Thái Lan. Họ có hai con, một trai một gái. Tuy nhiên cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn và sống cảnh tách biệt dù chưa ly hôn. Lưu Gia Huy và con trai riết trong những ngày đầu bệnh tật. Sự nghiệp chấm dứt, tài sản cũng kiệt quệ, Lưu Gia Huy rơi vào cảnh trắng tay. Ông phải bán căn nhà duy nhất để chi trả tiền viện phí lên tới gần 100.000 đô la Hồng mỗi tháng, khoảng 290 triệu đồng. Tình cảnh túng quẫn ở tuổi lên lão của nam diễn viên khiến nhiều anh em, đồng nghiệp không khỏi đau lòng. Người chơi của Lưu Đức Hoa khi vào bệnh viện hỏi thăm thậm chí đã rơi nước mắt trước tình trạng thảm mến của ông. Có thời điểm, mọi phí tổn chữa trị của Lưu Gia đều nhờ cậy vào sự thông thường tay quyên góp của các đồng nghiệp cũ ở. Vẻ ngoài gầy guộc, già nua của Lưu Gia Huy. Sau mâu thuẫn với cung phi con, Lưu Gia Huy rơi vào cảnh không còn ai chăm sóc. May thay, nữ diễn viên Phàn Diệp Mẫn, một người chơi lâu năm của Lưu Gia Huy, quyết định làm người đại diện thế hệ của ông. Cô chăm sóc và tích cực giúp ông giành lại công bằng trong việc kiện tụng đòi lại tài sản bị chiếm đoạt. Phàn Diệp Mẫn cũng là người chứng kiến sự rét lùng người thân Lưu Gia Huy dành cho ông và chứng kiến ông lập di chúc trên giường bệnh. Năm 2014, sau nhiều phiên tòa tranh chấp tài sản của Lưu Gia Huy, nữ diễn viên chia sẻ tình cảnh độc thân của nam diễn viên, ngày lễ ngày Tết, cả ba mẹ con không một lời hỏi thăm. Trong suốt 2 năm qua, nhiều lần anh Huy bị khủng bố, chửi mắng thậm tệ nên để có thể tịnh dưỡng, không bị con cái đả kích, chúng tôi quyết định đưa anh ấy vào viện dưỡng lão. Ở tuổi U70, Lưu Gia Huy sống trong viện dưỡng lão mà không được cung phi con thăm hỏi. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, những người chơi thân mật của ông như Âu Dương Chấn Hoa, Trần Vinh Tuấn, Ngô Hương Luân đã mua bánh vào để thăm, chúc mừng và thổi nến sinh nhật cùng ông. Lưu Gia Huy được anh em tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 64 trong viện dưỡng lão.
tuổi già phải nếm trải nhiều đắng cay, biến cố, nam diễn viên võ thuật gạo cội buồn bã tâm sự, cuộc sống của tôi giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không cung phi con, không sức khỏe.